Pha mất lái của bé trai khiến dân mạng cười bò. Thanh niên trêu bé gái bị vệ sĩ đặc biệt lao ra xử đẹp. Người bán hàng rong hát tiếng Nga chuẩn không cần chỉnh gây bão mạng xã hội. Trộm tiền xong vẫn đứng diễn tròn vai. Camera an ninh của một ngôi nhà đã ghi lại việc toàn bộ quá trình xảy ra sự cố của cậu bé đi xe đạp. Chẳng là vào khoảng trưa ngày hôm qua 24 tháng 8, khi đang hào hứng đạp xe trong ngõ vắng người, thì bất ngờ có màn cua cực gắt xe lao vào tường. Cú đâm đã khiến chiếc xe của cậu bé ngay lập tức rụng rời thành ba khúc, thân xe, ghi đông, bánh xe trước. Tình trạng của chiếc xe khiến cậu bé hoang mang, rồi oa khóc không biết phải xử lý như thế nào. Có lẽ sau khi bình tĩnh lại, cậu bé vét ba khúc này rồi đi bộ về nhà. Theo dõi đoạn clip ghi lại, nhiều người cho rằng chiếc xe đạp này trước đó đã gặp vấn đề, nên khi cậu bé đạp xe mới xảy ra sự cố bất ngờ. Cú đâm vào tường sau đó không quá mạnh để khiến chiếc xe rụng thành ba khúc như vậy, hoặc nếu có trường hợp đó xảy ra thì hẳn là chất lượng chiếc xe khá tồi. Lỗi tại bức tường nó va vào em, một người dùng hài hước khi xem qua pha mất lái tông vào tường rào của bé trai. Đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên đứng trước cửa nhà dân trêu chọc một bé gái. Bất thình lình, một chú chó từ trong nhà lao ra khiến nam thanh niên té sấp mặt. Đoạn video khiến người xem không nhịn được cười. Nhiều người để lại bình luận hài hước. Vệ sĩ này đáng đồng tiền bát gạo ghê luôn, giỏi quá. Mẹ dặn ở nhà phải canh chừng cô chủ là đây. Làm tốt lắm, chú chó làm tôi tự hỏi, chú phải yêu cô chủ của mình đến mức nào? Đoạn video được một du khách người Nga ghi lại khi đang có mặt tại bãi Dương, Nha Trang. Người phụ nữ bán món bắp luộc đã chiêu đãi du khách mua hàng một đoạn trong bài Kalinka, nổi tiếng của nước Nga. Cách phát âm khá chuẩn cộng với nụ cười thân thiện, tay thì liên tục gõ nhịp phách để phiêu theo nhạc của người bán hàng rong, khiến các du khách nhà ta không thể ngồi yên, phải cất lời hát theo để góp vui. Quả là một màn cảm ơn hết sức dễ thương của cô bán hàng rong dành cho các vị khách nước ngoài khi đã đồng ý mua bắp ủng hộ cô. Satu ya bagamelin kamalin kamaya.